xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và quý khán giả. Phố Lân Trần Đào trước thời điểm trung thu quý vị. Cứ mỗi lần dịp trung thu thì cái tuyến phố này lại rực rỡ màu sắc trung thu. Hôm nay thì còn chỉ mấy ngày nữa thôi là đến Tết trung thu rồi. Thực ra thì cái phố này đã đông từ cách đây nửa tháng rồi quý vị. Nhiều người đã mua từ sớm để về luyện tập. Tuy nhiên những ngày này thì mọi người thì thấy là vẫn rất bà con. Nhất là những phụ huynh đi mua đồ chơi trung thu cho các em. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng để xem thử là năm nay trung thu ở Huế như thế nào quý vị nha. Đồ chơi. Đèn lồng rất là sắc sỡ, sắc màu. Chiếc đồng nhỏ này. Đây quý vị thấy đây là đầu lân. Đầu lân nó có rất là nhiều giá. Có những cái vài triệu nhưng cũng có những cái rất là nhiều tiền. Trang phục của lân. Cái đầu này. Các đoàn lân chuyên nghiệp thì họ sẽ đặt mua những cái chỗ chất lượng hơn. Còn đây đa số là mua dành cho những cái đoàn lân mà cũng vừa phải thôi quý vị. Trọng này, hơi nhỏ nhỏ. Đèn đồng sao này. Ở cái phố này thì hiện bây giờ thì Lê Quang thấy cũng có khoảng 7-8 gian hàng đó quý vị. Cái chỗ này bình thường là bán ác quy, bây giờ cũng bán đồ lân luôn. Dạ chào mẹ. Dạ có đi tham quan vòng mẹ, xem thử tình hình mua bán năm nay như thế nào. Có được mẹ, năm nay bán đồ lân được không? Soi mỗi năm là ý hơn ạ. Năm nay ngày lục bào cho nên hình như bà con mình đi đi làm đi con với cho mẹ làm đi là ngọt ra đại à. Dạ mình bán được mấy phần trăm rồi, được nửa chưa? Dạ nhiều được chứ. Bảy tám phần trăm như vậy là cũng ok rồi. Dạ mình mua ấy thôi. Dạ họ mua nhiều họ đâu được à, họ đâu được họ mua họ đón rồi đúng không ạ? Mình chỉ bán vào dịp Tết trung thu cho này, còn bình thường mình đây mình có bán đâu á. Cái đèn này là bao nhiêu tiền ạ? Đèn là bán nhiều thì bảy tám ngàn như vậy. 7-8 ngàn cái thôi, thì bán nhiều quá. Bán 10 ngàn. À 10 ngàn. Cái đèn này vừa là đèn Việt Nam này đúng không ạ? Tết trung thu này. À, lời một ít đúng không? Co bực lẹ thì chạy 10 ngàn theo đứa chồng của ông rồi. À, dạ. Nói chung mình đây cũng không bán những đâu là to vậy hết. Mình đây mình bán những cái nhỏ thôi hết. Dạ, dạ. Họ đâu nữa bán to hả? Dạ, dạ. Tôi con chào mẹ. Dạ, cảm ơn mẹ. Cái đầu lớn là cái đầu là nhỏ này. Đó, như quý vị các bạn thấy đấy thì ở đây thì có những cái gian hàng thì bình thường họ không kinh doanh cái mặt hàng này, nhưng mà đến khi gần cái trung thu thì họ đưa em ra ngoài để kinh doanh, bán được thì mình cứ kinh doanh thôi. Đây có những cái đồ lân nhỏ này đẹp chưa. Bây giờ những cái môn đồ lân nhỏ này cũng rất là nhiều người bán quý vị. Nhỏ cái này mà làm cho đúng kích cỡ thì cũng công phu lắm đây. Ồ bên này nhiều đầu này. Cùng mẹ này. À. Những đầu lân kích cỡ nhỏ. Và những đầu lân kích cỡ lớn để cho các đoàn một lân này.
đồi ông Địa. Cái này là phố Đầu Lân Trần Đào, là phố Trung Thu. Có một cái cổng cổ ngày xưa. Vì hè Trần Đào thì mới được chỉnh trang đầu năm. Bây giờ thì nó rất là rộng rãi. Tất nhiên là vào dịp Trung Thu thì thành phố cũng tạo điều kiện cho bà con buôn bán. Các loài đồng địa của mình, mặt nạ. Đẹp chưa? Này. Chạy dài luôn. Bộ đầu lân nhỏ nhỏ này Lê Quang thấy vài năm trở đây cũng nhiều này. Cái đầu là nhỏ thế này cũng chưa phải là nhỏ nhất đâu, bởi cái đầu nhỏ hơn nữa. Năm trước thì Lê Quang thấy những cái đầu ở Thái Nhi Đường á, họ làm rất là chuẩn, nhỏ nhưng mà rất là tinh. Có thể làm những cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ nhưng mà các kích cỡ phía trong đây rất là đều. Đây đây là cái cơ sở sản xuất đầu lân. Đây là cơ sở bán đầu lân ở đường Trần Đào. Trong này là sản xuất đầu lân luôn quý vị. Anh cho em tham quan tí đứng anh. Chúng ta sẽ đi vào cái ngõ này, cái ngõ là ngõ Đầu Lân nữa quý vị ơi. Đợt trước Lê Quang khi mà cách đây khoảng nửa tháng thì Lê Quang thấy hình như cái số lượng cũng nhiều hơn. Bây giờ họ bán cũng khá nhiều rồi. Trong này thì vừa bán ở ngoài nhưng mà vừa sản xuất bên trong. Đây cả kho luôn quý vị ơi. Lâu nay đi ngang thế này nhưng mà lần đầu tiên đi vào chỗ này. Rồi chào. Cái lần đầu này là đầu mình làm luôn hay sao rồi? Hay là mình nhập về? Tự làm luôn hả? Đây, quý vị thấy đây là những cái đầu lân tự làm này. Cơ sở sản xuất. Như riêng mình đã bán được nhiều chưa chưa chết. Năm nay mình bán được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Thua hay thua mọi năm. Chứ còn nếu mà không có bão vui vẻ thì chắc chắn là họ mua còn đông hơn ấy, nhất là những ngày cuối ấy. Nhưng mà đó là những cái đoàn lân mà đoàn lân chơi thôi, chứ còn mà những cái đoàn lân mà họ mà có tổ chức thì họ mua sớm rồi hả? Thì bữa nay thật ra là cũng ít rồi anh ấy, mua nữa rồi mua sớm rồi anh ấy. Khi ngày 5, 6 á, mua đông lắm. Bây giờ ngày 11, 12 rồi bắt đầu họ chuẩn bị mua thôi. Mua được rồi. Giờ là gì có lúng đen, rồi bá là dùng cụ. Lúng thì họ mua lấy ra, kia mua lấy ra. Năm đi cái thời điểm trung cái thời điểm bão lụt nắng hay. Cho nên là cái ngày cuối đấy là họ cũng phấn khởi. Họ cũng như có mấy trường cũng vì
có nhiều trường là không tổ chức cho các em á, thì lại cái tiền để cũng góp mà. Cho nên cái sức mua mình nó cũng sẽ có giảm hay một phần. Thay vì đâu lớn nhiều, đâu lớn to thì mua cùng đâu thì cùng để lại, về lại đâu lớn nhỏ để cho các em thì nhí mua mà nó. Dạ. Anh cái đồ lớn này chắc là hàng mình nhìn thấy này rất là nhiều giá không anh này. Nhiều. Tầm bộ đồ mấy cái lớn. Một bộ full luôn. Một bộ hai con một cái đồ lớn. Là bộ đồ mấy là rẻ nhất hả? Dạ. Từ 4 triệu đến 10 triệu. Như bộ đến 10 triệu. Bộ bộ mới công nó cóc. Bộ này anh hả? Là thuộc loại đắt anh hả? 10 triệu. Còn này làm gì cũng. Cái nghề truyền thống bên đây là bao nhiêu năm đây nè? 20 năm hả? Mình cọc đi mất. Cái này cái mẫu là cái mẫu đi theo kích cỡ quốc tế luôn anh. Dạ. Ngay là 1.7. Kích cỡ quốc tế luôn đấy. À. Một cái như là bao nhiêu? Một cái như bao nhiêu? Bộ full là 7 triệu. 7 triệu. Tổng là 4. Như vậy là cái này vẫn là loại là full, nó vẫn đắt nhất. Đắt nhất. Ừ, 10 triệu hả? Cái này làm cũng có. Ừ. Cái này là đâu phổ thông hay? Cái loại như thế này là phổ thông. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 5 triệu là tổng cộng full bộ luôn à? Là combo. Combo đi theo là 1 khuôn, 2 khuôn 1 đuôi. Là cù luôn, cái to lắm cù. Lông cừu hả? Cừu chứ không phải lông tương dính tạo. Lông cừu nó mềm, mềm hả? Khi múa là cái đồ dạy của lông nó đi theo cái lăng giỏ với cái điều dạy của cũng lông. Nó tạo ra một cái mềm mại hơn, đẹp. Chứ còn lông dính tạo là cái lông dính mại hả? Nó đi theo. Mà cái giống như những cái này mà trời mưa nhẹ chắc cũng không ảnh hưởng mấy anh này. Vì đấy còn lợp bọng nó sẽ bọng. Lợp bọng hả? Dày, vẻ xong nó bắt đầu mình sẽ bọng đi. Một cái đầu như thế này mà trung bình mình làm mất khoảng bao lâu nè? Hơn tuần. Nếu mà chấm chủ hẳn. Vì đáng mà dành cho một người hay sao? Một người làm sao? Một người làm thôi. Chứ là họ làm 3 chế độ hẳn. Người đáng máy, đáng sườn, người sợ vẽ, rồi đầu người về làm lống. À dạ, mỗi người một công đoàn ấy cho nhanh, kiểu công nghiệp á. Nhưng mà chất lượng hẳn vẫn như cũ. Vẫn bảo đảm. Quan trọng mình làm nhanh hơn. Người mà dọa muốn chứ thì làm muốn đâu. Dạ. Giống như người về giỏi thì là về, người làm xương giỏi lắm, người có dạng giỏi. Anh biết anh có xem có cái video mà em nói với cái thằng cú bên chỗ bên chỗ cái lộc á hả? Cũng được. Thằng tự mình may mò làm được. Nó cũng cũng làm từ những cái đồ lân của học ở trong Sài Gòn đó, mày thấy người Hóa đó. Hóa cũng nắm chỗ mày mình đưa vào chỉ trong Sài Gòn đó. Làm cái màu của người Hóa đó. Người Hóa. Làm cũng có người đau mắt lắm. Vì cống họ nhiều. Đúng rồi. Làm lâu mà. Mà tất nhiên khi mà nó làm những người mũi chuyên nghiệp thì nó làm phải kỳ công hơn để cho nó mùa lâu dài được. Chứ còn những cái video bình thường có thể là mua quá một lần thôi, nhưng một lần chuyên nghiệp mà làm như vậy thì có nhiều làng là họ mua là họ không có niệm là phải tốt là họ đủ. Đúng rồi. Cái thời xưa em là thấy là biểu diễn ở làng là cái kiểu gì kiểu là đến 15 là họ đủ thế. Đúng, vì họ sợ đem về là xuống xẻo. Nhưng mà đối với một lần chuyên nghiệp thì họ đủ, họ không làm những số khác mà. Vì họ dự kỳ là càng tốt, lâu càng đẹp. Đó, anh rể là anh ở chủ. Anh ở chủ hả? cùng làm tới thì cùng học nghe rồi đó, giống như anh trong này rồi đó. Như thanh thảo luôn. Thanh thảo luôn hả? Anh học anh mơ đang anh đang làm à, làm hả? Vì cái công đoàn mà sửa chữa là cực hơn, thì khi họ đem tới để sửa chữa là phải biết thì nàng là mô gầy mô rồi mấy cái lưỡi tá. À, có nghĩa là mình trong quá trình búa mình nó học là mình vẫn bảo đảm sửa chữa luôn, bảo hành nhờ. Dạ dạ. Cái môn nhà thì mình sửa free, mà cái môn nặng thì tính thêm phụ phí. À dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Này, thưa quý vị, như vậy là quý vị các bạn vừa cùng với Lê Quang vào tìm hiểu về cái nghề lân ở đây. Và cũng biết thêm một số những cái thông tin liên quan đến cái việc làm lân ở Huế quý vị nhé. Còn Lê Quang thì đã từng giới thiệu đến quý vị các bạn một cái anh chàng trẻ tuổi làm lân cũng rất là nổi tiếng ở phường Tây Lộc, phường Thái Phiên.
nhiều bạn thậm chí là sau khi xem video đó còn muốn liên hệ để đặt anh làm nữa. Bạn bè đông luôn đi. Đó. Đây, thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa mới tham quan qua cái không gian gọi là kinh doanh mua bán lân, quý vị, mua bán các cái thiết bị trang thiết bị phục vụ cho cái rằm Trung thu tại đây. Và quý vị thấy là bây giờ các bạn gia đình cũng đi mua cho con này. Càng về chiều thì sau khi kết thúc một cái ngày làm việc hoặc là ngày học thì việc mua bán các cái gọi là đồ chơi Trung thu lại sôi động hơn. Mặc dù năm nay thì cái tình hình thị trường của Trung thu nó có hơi phần là giảm nhiệt do là bà con phía Bắc thì gặp phải cái tình trạng là mưa bão đó quý vị. Tuy nhiên chắc chắn rằng trong 3 ngày tới thì phố phường thành phố Huế vẫn sôi động. Lê Quang nghĩ rằng là mặc dù là buồn như vậy nhưng mà cũng phải lạc quan, cũng phải đón Trung thu. Đó, các hoạt động lễ hội mà nó tập trung đông người thì Lê Quang nghĩ đã có quy định là hoãn giảm rồi. Nhưng mà những cái hoạt động vui chơi dành cho trẻ em thì các em cũng rất là cần. Đó, và Lê Quang xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video khác ở trên kênh quý vị nhé. Xin chào tất cả quý vị. Chào tất cả quý vị nha.